핫팬서 스튜디오. Cây thích của mình, bà tặng cho mình. Mình không chăm sóc kỹ, bà sẽ buồn lắm. Ước gì có một nàng tiên xuất hiện. Buồn cây đẹp của mình. Bạn là ai vậy? Sao bạn lại xuất hiện ở trong nhà mình? Bạn có phải là trộm không? Cứu trộm. Nè, mình nói cho bạn biết nha. Có ai trộm nào mà bạn đẹp giống mình không? Bạn nghe đúng rồi ha. Hay là bạn là nàng tiên mà mình mới cầu nguyện. Đúng rồi nha. Mình xin tự giới thiệu. Mình tên là nàng tiên mùa xuân. Wow. Mình tới đây để giúp cho loài người có một cái Tết ấm no hạnh phúc đó. Mà hồi nãy mình đi ngang qua, mình có nghe loáng thoáng hình như là bạn đang cầu nguyện một cái gì đó cho cây của bạn sống lại đúng không? Đúng như vậy. Bạn có thể biến nó thành cây đẹp xanh tốt được không? Được chứ, bạn xem mình nè. Ấm ba la xì vừa tinh. Wow. Bây giờ cây của mình đã xanh rồi nè. Cảm ơn nàng tiên mùa xuân. Không có gì đâu. Hay là bạn ở đây với mình chơi một lát, rồi mình đi nấu bánh cho bạn nha. Thôi không được đâu. Mình còn phải đi với mùa xuân cho nhiều nơi nữa. Tạm biệt bạn nha. Nàng tiên mùa xuân. Này Mất ơi, đi chợ xuân nè. Mất ơi. Ôi trời ơi, giờ này cũng ngủ nữa thiệt luôn á. Nằm đó. Nằm đó. Gì vậy? Giọng lên nè. Nằm đó nghe. Trời ơi, trời đã cao đến đó, che rồi đó. Mười hai giờ trưa rồi mà mẹ còn ngủ nướng nữa thì mình đuổi mùa rét rồi đó nha. Mà bạn làm mình tưởng là động đất không à, đang yên đang lặng tự nhiên tốt. Hay thì mùa xuân mẹ có tết chứ, lẽ mùa xuân mẹ có Merry Christmas. Mà sao mà bạn ngủ tới giờ mới dậy vậy? Mình mơ thấy cô tiên mùa xuân á, tự nhiên bị bạn đánh thức dậy luôn. Mà sao gặp cô tiên mùa xuân trong giấc mơ mà lại buồn quá vậy? Tại vì cái cây kia kìa bà ngoại tặng cho đó, mẹ nó cũng bị héo luôn rồi. Đâu mình coi coi. Để mình đi lấy cho. Đây nè. Sao? Đây đúng không? Ừ. À, cái cây của bạn á là nó thiếu ánh nắng mặt trời, không thể quang hợp được. Cho nên là bây giờ bạn chỉ cần đi ra ngoài để cái cây này gọi ánh nắng mặt trời thì nó sẽ quang hợp được và cây sẽ lớn thôi. Wow, trời đó hả? Cảm ơn bạn nhiều nha. Bạn đúng là cô tiên mùa xuân của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bếp để mà mình làm một món ăn đón giao thừa ha. Làm món gì vậy? Mình thấy là tốt, rất là hay có bánh kẹo nè, mứt nè, rồi các loại trà nữa. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn nấu một món, đó là món bánh kẹo sốt BBQ. Thì thả hay là hai tự mình trong bếp đi. Rồi, vô nha. Mẹ kia này ở đây đi. Rồi chị thôi. Giờ bạn có nghe tới món bánh kẹo sốt BBQ này chưa? Mình chưa nghe bánh kẹo sốt BBQ bao giờ. Mình chỉ nghe gà nướng, heo, thịt heo nướng, bò nướng, BBQ mà thôi. Chứ mình chưa có nghe bánh kẹo sốt BBQ bao giờ hết á. Vậy thì hôm nay mình sẽ chỉ bạn cách làm nha. Và trước khi tụi mình bắt tay vào làm thì tụi mình sẽ đi rửa tay. Yeah, bọn mình rửa tay xong rồi. Và để bước đầu tiên, và trước khi mà mình vào cái
Phần này thì mình sẽ giới thiệu cái nguyên liệu ha. Và để bắt đầu nguyên liệu thì mình sẽ có matcha kem đầu tiên nè. Matcha nè. Thạch cao cao. Màu. Ừ. Whipping cream. Cái cuối cùng đó chính là xin que. Và trong phần này ta không thể thiếu bắt tay. Rồi, giờ tụi mình sẽ bắt đầu bước đầu tiên. Đó là lột cái này ra. Lột cái này ra. Ây da, lột bằng bao tay hơi khó nhỉ. Giờ bóp hết thạch ra câu ra đây. Không, mình để vô dĩa chứ. Em bóp hết thạch ra câu ra đây đi. Rồi. Đó, giờ mình để vô dĩa nè. Đó, yeah. Đây mình bóp. Cái này là để cái vỏ cho mình. Câu gì đủ rồi đó. Bây giờ gom rau câu qua bên đi. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ anh lấy cho mình một cây xiên que. Xiên que. Yeah. Good. Bạn ơi, ra bao tay này làm khó quá, mình tháo bao tay ra được không? Ừ, được chứ. Tại hồi nãy á mình rửa tay rồi mà, cho nên bạn có thể tháo ra. Chắc mình bạn tháo ra quá. Heo và bắt sang bao nữa thì bánh su kem mình không làm được. Mình sẽ lấy nho. Bạn làm xong rồi đúng không? Đúng để vậy. Mình sẽ lấy cái dĩa mình sẽ thả ra. Đưa cho mình thêm một cây đi. Sao đâu bạn. Cây quá ngắt. Tụi mình đã làm xong.
giờ chúng ta đã làm cái này xong rồi, chúng ta sẽ làm gì nữa? Không cần làm gì nữa, phần quan trọng nhất đây, chúng ta sẽ thử thách. Yeah!